lên và nghe bài dịch của bài số 6 nha, bài tập số 6 và để nghe chúng ta làm bài nha. Từ hỏi thăm quân hậu mấy chỉ ngày mấy chỉ hậu hôm nay ngày mấy chín thiên chỉ hậu tháng mấy chỉ duệ ngày mấy tháng mấy chỉ duệ chỉ hậu hôm nay ngày mấy tháng mấy chín thiên chỉ duệ chỉ hậu tuần sinh chỉ tuần này chơ cơ sinh chỉ tuần thứ sinh chỉ thứ mấy sinh chỉ thứ hai sinh chỉ ỉ thứ ba sinh chỉ ở thứ tư sinh chỉ sản thứ năm sinh chỉ sử thứ sáu sinh chỉ ủ thứ bảy sinh chỉ liệu chủ nhật sinh chỉ thiên chủ nhật tuần này chơ cơ sinh chỉ thiện hôm qua chúa thiện buổi sáng sang ủ sáng hôm qua chúa thiên sang ủ buổi chiều xa ủ chiều nay chín thiên xa ủ buổi tối quản sang tối mai mình thiên quản sang làm chua làm gì chua sẩn mơ viết xỉa viết thư xỉa xin đọc khan sách sủ đọc sách khan sủ tivi tên sử xem tivi khan tên sử âm nhạc dinh duệ nghe nhạc thinh dinh duệ mua mải đồ tung xỉ mua đồ mải tung xỉ đi mua đồ truy mải tung xỉ đi cửa hàng mua đồ truy sang tiện mải tung xỉ mua sách mải sủ đi mua sách truy mải sủ sinh nhật sinh rử sinh nhật tôi của tơ sinh rử tuổi xuệ mấy tuổi chỉ xuệ 20 tuổi ơ xứ xuệ lệ anh ly dịnh trương lệ anh trang ly dịnh sinh nhật trương lệ anh trang ly dinh tỏ sinh rử thăm khan hỏi thăm anh ấy khan thả đến nhà anh ấy thăm anh ấy truy tha trả khan thả hỏi dịch câu sinh nhật bạn là ngày mấy tháng mấy nì tơ sinh rử sư chỉ duy chỉ hảo hôm qua là thứ sáu ngày 25 tháng 11 chúa thiên sử sứ y duệ ơ sứ ủ hao sinh chỉ ủ câu số 3 thứ bảy tuần này là sinh nhật của trương anh chơ cơ sinh chỉ liệu sư trang dịnh tờ sinh rử rồi câu số 4 tối hôm qua tôi đến nhà mẹ đi thăm cô ấy chúa thiên quản sang của truy mã ly trả khan thả câu số 5 sáng của nhật tuần này chúng ta đi cửa hàng mua đồ được không? Chơ cơ xin chí thiên sang ủ của mần chi sang tiện mãi tung si hảo má. Câu số 6 tối nay anh ấy ở nhà xem tivi. Câu số 7 hôm nay không phải thứ hai hôm qua thứ hai. Chín thiên bú sư xin chí ị chúa thiên xin chí ị. Câu 8 chủ nhật bạn làm gì? Xin chí thiên nỉ chùa sẩn mơ. Tôi đọc sách của khan sử. Câu số 9 chiều nay tôi không đi siêu thị, tôi về nhà. Chín thiên xe ủ của bú truy trao sử của huế trả. Câu số 10 buổi tối tôi đến nhà sách mua sách. Quản sang của truy su tiện mãi sử. Rồi dịch câu hôm nay chủ nhật. Chín thiên xin chí thiên tôi không đến lớp học của bú truy trao sử. Buổi sáng tôi ở nhà đọc sách. Sang ủ của chai trả khan sủ. Buổi chiều tôi đi cửa hàng mua đồ. Xe ủ của truy sang tên mãi tung xỉ. Buổi tối tôi đến nhà bạn tôi thăm cô ấy. Quản sản của truy phóng dầu chia khan thả. Hôm nay là sinh nhật cô ấy. Chín thiên sử tha tờ sân rử. Năm nay cô ấy 21 tuổi. Chín nén tha ơ sứ y xuệ. Năm nay tôi cũng 21 tuổi. Chín nén của rể ơ sứ y xuệ sinh nhật tôi là của tơ sân rư sử ngày 3 tháng 2 ơ rể san hảo sinh nhật tôi của tơ sân rư bạn tôi cũng đến thăm tôi của tơ phóng nhậu rể lại khăn của rồi các em làm bài đi ha.